Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hôm nay tôi review cảnh ô tô chở gỗ xuống núi đi qua chỗ tôi đang làm mọi người ạ. Tôi đang làm mặt bằng ở trên một ngọn núi mọi người. Xe ô tô chở gỗ xuống núi đường dốc quanh co cực kỳ là nguy hiểm mọi người ạ. Mọi người cùng theo dõi nhé. Mọi người xem thấy thích thì hãy cho tôi một like nhé, một share nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là ô tô đã bốc đầy gỗ rồi mọi người, đang chuẩn bị xuất phát xuống. Đấy, ô tô bắt đầu xuất phát xuống rồi mọi người ạ. Mọi người thấy xe gỗ đầy không? Đường dốc dài, đường núi, đường đất hiểm trở mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy xe nó chở gỗ xuống đường đèo núi nguy hiểm không? Đường cực kỳ dốc mọi người nhé. Đấy, quay bằng cái flycam này là nó tăng bằng 30 đấy mọi người. Đấy, là hình ảnh rất là thực tế mọi người nhé, đường cực kỳ dốc luôn đấy. Quá nguy hiểm mọi người ạ. Mà anh em lái xe ở trên đường đồi núi này lái mãi quen rồi mọi người. Đây là nghề của anh em ấy rồi. Anh em chỉ có kiểm tra máy móc và phanh pháo nó ok là an toàn, là cứ thế là chiến thôi. Đường đấy, từ trên đỉnh núi xuống đấy mọi người. Quay xa xa thế này thì xe hàng nó chỉ như là ngón tay út thôi mọi người ạ. Đấy, nhìn cái tí xe chở cống, nhìn như là xe đồ chơi mọi người. Đấy, quá nhìn thấy ác không? Xe hàng đầy, đường dốc. Cái này toàn phải đi số 1 cầu chậm mọi người nhá. Xe này ở đây toàn là xe 2 cầu thôi, chứ 1 cầu là sẽ không có chiến đấu được những cái cung đường như thế này đâu. Cầu đi rất nguy hiểm mọi người ạ. Chỉ có 2 cầu mới leo được đến những đường đèo dốc như này.
anh em canh tác bốc xong được xe gỗ này là cũng 11 giờ rồi mọi người. Xe xuống thì là anh em cũng cùng xuống đây, cũng chuẩn bị đang nghỉ trưa thôi mọi người. Thấy lái xe nhảy xuống xe, không biết là xe có vấn đề gì hay là trục trặc cái gì, hay là chỉ kiểm tra lốp láp xem có đá đi, có dắt vào lốp nữa hay không. Thấy ngó ngó nghiêng nghiêng rất là kỹ mọi người. Đúng, nguyên tắc là mỗi khi xuống đèo xuống dốc là xuống đường bằng là phải kiểm tra mọi người ạ, cho nó chắc, không nhỡ nó xảy ra sự cố gì là cũng nguy hiểm mọi người. Đây là một cách cẩn thận để kiểm tra lại xe cộ xem nó có đảm bảo an toàn không, để mọi người lại tiếp tục lại xuống những cái cung đường dốc nguy hiểm, coi như là chỉ kiểm tra lốp láp thôi, xe cộ phanh pháo xem nó thế nào thôi chứ không vấn đề gì mọi người. Xe bắt đầu lại xuống tiếp rồi, lại xuống núi nữa rồi. Và trên hình ảnh trên cái ngọn núi là tôi cũng đang làm việc, đang san mặt bằng ở trên cái ngọn núi này mọi người. Thì tôi đang xúc, đang san mặt bằng mọi người ạ. Thank you.
Mọi người xem Pi thích thì hãy cho tôi một like nhé, một chia sẻ nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nhé. Bye bye mọi người. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người.